cuối năm lạnh giá với sương mù dày đặc. Rời bầu không khí vẫn còn nồng nhiệt của giải bóng đá U23 châu Á, chúng tôi tiếp tục lên đường. Dự báo thời tiết Mường Lát có mưa nên chương trình của đoàn dừng ở Ủy ban Nhân dân xã Mường Lý, không vào bản Sài Khao. Trưởng bản Vàng A Lầu, bí thư chi bộ bản Vàng A Lễ đã chờ đón chúng tôi tại đây. Tiếp đoàn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lý, Hà Văn Tuấn. Toàn bộ số tiền và quà được trao tặng cho bà con bản Sài Khao qua hai vị đại diện có trị giá 20 triệu. Mua xi măng làm đường 16 triệu. Quà nhân dịp đoàn lên thăm là 4 triệu. Danh sách các nhà hảo tâm đóng góp tiền làm đường: bạn Ngô Thanh Hương, thành phố Thanh Hóa, 2 triệu đồng. Bạn Trần Thị Quế, thành phố Thanh Hóa, 2 triệu đồng. Nhóm bạn Ngô Thanh Hương, thành phố Thanh Hóa, 3 triệu 500 ngàn đồng. Bạn Lý Kỳ Phương, Đài Loan, 1 triệu đồng. Một khán giả giấu tên ở Nha Trang, 500 ngàn đồng. Bạn Thảo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, 1 triệu. Bạn Minh Hòa, thành phố Thanh Hóa, 1 triệu. Một bạn giấu tên thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu. Ông Lê Tiến Cảnh, đại diện cựu chiến binh E2, sư đoàn 3, Sa La, Hà Nội, 1 triệu. Bạn Vũ Tiến Hưng, Hà Nội, 1 triệu. Bạn Nguyễn Thị Kim Oanh, thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu. Tổng số tiền ủng hộ làm đường Uyên Uyên Việt Nam nhận được là 15 triệu. Danh sách tiền ủng hộ mua quà gồm: bạn Đài Trang, Hà Nội, 500 ngàn. Bạn Kim Oanh, Hà Nội, 500 ngàn. Bạn Đặng Tố Oanh, cư trú tại Hoa Kỳ, 100 USD. Tổng số tiền nhận được là 3 triệu 200 ngàn đồng. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì chúng tôi đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Mường Lý. Thời tiết thì rất là đẹp, mặc dù dọc đường đi thì chúng tôi cũng có khó khăn vì rất là mù, cho nên là tốc độ đi không được nhanh cho lắm. Hôm nay thì chúng tôi mang một cái món quà đến cho bà con nhân dân ở bản Sài Khao. Chúng ta vẫn tiếp nối con đường tình nghĩa. Số tiền mà Uyên Uyên Việt Nam quyên góp được là 16 triệu trao cho đồng bào để mua xi măng và tiếp tục làm con đường nội bản như chúng ta đã biết. Và cùng với món quà là những tấn xi măng đó thì nhân dịp Tết cũng đến rồi, với tấm lòng của những người ở miền xuôi, chúng tôi cũng xin được thay mặt cho các cái khán giả của Uyên Uyên Việt Nam gửi đến bà con trong bản quà 100 suất đấy anh ạ. Vâng, có mặt trong cái buổi giao nhận hôm nay ấy, thì tôi xin giới thiệu là có anh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lý là Hà Văn Tuấn. Vâng, đây là anh Tuấn. Có mặt anh và chính là người nhận, đấy là trưởng bản Vàng A Lâu. Mời bạn Lâu chào khán giả. Cười bạn ấy xấu hổ. Rồi, xin chào khán giả. Rồi, cảm ơn. Và một người rất là quan trọng, đó là bí thư chi bộ anh Vàng A Lễ. Xin chào khán giả. Con đoàn chúng tôi thì có 3 người. Như các bạn biết là 3 tài xế để phiên nhau cùng lái. Đoàn đi hôm nay rất là gọn nhẹ. Cũng rất là tiếc hôm nay thì chuyến đi nó rất là giáp Tết, cho nên cũng không tổ chức được cồng kềnh. Vì thế thì cũng mong bà con ở trên là thông cảm anh Tuấn, anh Lâu và anh Nghĩa. Cho nên là cũng xin phép với bà con là được đoàn xin được trao quà tại đây. Và bản sẽ nhận dưới sự chứng kiến của xã và nhờ trưởng bản và bí thư mang quà đến với bà con để cố gắng có thêm được đoạn đường nào thì bước chân ngày Tết an toàn và vui thêm được đoạn đấy. Vâng, mọi lời thì không bằng được cái tình cảm, và cũng như là mọi món quà cũng không thể bằng được tình cảm của đồng bào miền xuôi đối với đồng bào miền ngược. Xin được chúc Tết bà con trong bản, và tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn các quý vị khán giả đã có lòng
gửi góp đến một chút thơm thảo đến bà con Sài Khao. Và trước khi dừng chương trình thì tôi cũng rất là muốn được giới thiệu với các bạn, cũng như là muốn mời Phó Chủ tịch xin có vài lời. Xin mời anh Tuấn ạ. Vâng, xin được cảm ơn lời giới thiệu của chị. Thì trước hết thì thay mặt cho chính quyền địa phương cũng như là nhân dân trong bản Sài Khao xin được cảm ơn những món quà, những cái tấm lòng của Bình Minh Việt Nam đã gửi đến, chia sẻ những khó khăn của đồng bào, nhất là ở xã Mường Lý. Thì nhân dịp năm mới sắp đến thì tôi xin được gửi lời cảm ơn cũng như là chúc sức khỏe đại gia đình của Bình Minh Việt Nam. Mong rằng là cái sự ảnh hưởng của Bình Minh Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cũng như là chia sẻ những khó khăn cho đồng bào dân tộc còn nhiều chỗ mà còn khó khăn như chúng tôi. Xin được một lần nữa xin được cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Bạn trưởng bản và bí thư có ý kiến gì với bà con không? Sao? Thôi chết hết thì cũng xin thay mặt cho nhân dân bản thì cũng cảm ơn đoàn sinh viên Việt Nam cũng đến tặng quà cho bà con. Thì cũng do cái điều kiện là thời tiết nó không tốt là viên cũng không lên được bản, thì cũng thay mặt cho nhân dân bản thì cũng xin chúc sinh viên Việt Nam sức khỏe và luôn luôn sẽ quan tâm đến bà con nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì chúng tôi bắt đầu trao quà. Cái tiền thì là như này. Có lẽ là lâu chỉ cho cô xem là ở ngoài này ấy. Ở đây mình ấy có cái đại lý xi măng nào ấy mà nó lớn chút thì mình tức là mình để mình lấy cái tài khoản của người ta ấy. Thì sau này khi mà mình có một cái khoản, bởi vì bà con cũng không thể làm nhiều được đúng không? Mình cứ 10 tấn xi măng là được đúng không? Cứ 10 tấn mình làm một đợt hết một lần nữa. Thì cô muốn trao đổi với hai bạn lãnh đạo bản. Đây cũng là ý kiến của, thứ nhất là của tập thể Bình Minh Việt Nam, bởi vì mình là đại diện đứng ra nhận tiền của bà con, cho nên cũng muốn là cái tấm lòng của bà con được cách nó hiệu quả nhất. Thì trên bản thì mình biết là nhân dân tự làm, cho nên mình không thể làm được nhiều, đúng không? Mình cứ 10 tấn một là phù hợp. Thế rồi thì vì thế mà mình thực ra nó cũng có rất là nhiều chương trình, cho nên mình cũng không phải là chỉ có một bản để mình tập trung. Thế thì khi mà mình có đủ một cái khoản tiền để ấy thì mình sẽ gửi tài khoản vào cái đại lý ấy. Thì lúc đấy thì báo bản thì bản xuống để trở về. Thống nhất như thế được không? Nhá. Và mình sẽ cố gắng trong một cái khoảng, tất nhiên càng ngắn thì càng tốt, nhưng mà trường kỳ kháng chiến con đường mình 8 km cơ mà, đúng không? Thì mình làm đến bao giờ mà nó xong thì thôi, và cũng không hạn chế là hết con đường thì mình có thể làm cái gì đó khác nếu như bà con vẫn còn có tấm lòng. Nhưng tất nhiên là cũng rất là mong khi có đường rồi thì mình đi lại được thì mình cũng sẽ tốt hơn nhá. Nhá. Thế thì ở đây có cái khu vực mình có cửa hàng gì không? Khu vực thì nó cũng ít, chủ yếu là chỗ tập trung ở chỗ thị trấn. Thế là hôm nọ là mình mua ở đâu? Mua ở Trường Nương. Tức là nếu như mua bây giờ phải quay ra Trường Nương mua. Trường Nương rồi lên bán lên gần. Nhất trí. Có sản biết gì to. Mua thị trấn thì cũng được, nhưng mà lúc mà like thì cũng một số sợ có xe thuê sĩ. Cho xe to lên. Thế này nhá, bao nhiêu tiền một tấn bây giờ? Bây giờ là bao nhiêu tiền một tấn? Trong đấy là nếu mà trong Trình Nưa là phải 160 một tấn. 160 một tấn? Một tạ. Một tạ. Một tạ, tức là triệu 6 một tấn là 11 triệu. 16 triệu. 16 triệu. 16 triệu mới được 10 tấn á. Hôm nọ mua có 12 triệu mà. Nay lên à? Lên rồi, bây giờ lên vật liệu lên hết.
Thế mình mua sao? Mình là mua ở trong đó thì mua ở chú ngoài thì rẻ. Thị trấn thì rẻ. Thị trấn thì có 12 12 13. Thế thì mình mua thị trấn đi, xong rồi mình chở. Ví dụ như đây, ở đây là có 16 triệu này thì mình mua 10 tấn và cái tiền thuê chở cũng được, đỡ bà con. Có rẻ hơn đâu. Xe. Chở vào thì tiền vận chuyển có rẻ hơn đâu. Một xe chở chuyện, vào tiền cước thì lâu đấy chỉ mới không gần thị trấn à. Chắc mình lấy tiền đưa cần thôi. Nát đắt. Lấy công làm lãi thì đúng rồi. Bà con tự vận chuyển thì nó rẻ hơn. Thì sao thì anh cước lên anh xin cái tài khoản, số tài khoản ở trên thị trấn đấy, trên trên công ty nào người ta bán hàng ở trên đấy thì đây mới đăng để xem là bảng đó thì dưới đó nó chắc lấy nhiều tiền nữa chắc không xuống, lấy nhiều không xuống mà không xuống lấy nhiều nếu mà lấy nhiều thì nó còn tiền nữa. Bây giờ mình đi luôn ra đấy, bây giờ mình ra Trường Nưa từ đây ra sao nhỉ? Ừ, đi vào Trường Nưa cầu đấy, chỗ cái cầu đấy thì có điện thoại không gọi à, vâng gọi đi, gọi điện thoại đi nói chuyện xem là bao nhiêu. Thì nếu mà đi rồi anh Tuấn thì ta đi một chung rồi đấy. Ừ, đi ra vì còn phải lấy tài khoản rồi thống nhất cái ba hội đồng ba bên đấy, đại loại thị trấn thì cũng được nhưng mà do cái dân nó một số nó đi chở nó họ cũng hơi sở giao thông, có một số có bằng một số không có này cho nên nguy hiểm. Không, nhưng nếu mà thuê thì sao, nếu thuê từ ngoài thị trấn vào bản mình thì một xe bao nhiêu tiền? 2,5 triệu. 2,5 triệu là xe đấy là xe bao nhiêu tấn? Thì nhưng mà đường dốc xe có lẽ được 5-6 tấn rồi. Đường dốc quá nên xe không lên được, xe 7-8 tấn thì nó không lên được. 2,5 triệu một chuyến rồi, làm 2 chuyến mất 5 triệu. Thế quá. Đúng ra thì còn quá rồi mua. Thôi cứ mua ở thị trấn rồi mình tự chở đúng không? Mình mua nhiều ấy thì có thể... Không chở được. Hả? 10 tấn thì đâu, lần trước cũng thế mà. Các hộ ra tự chở. Nếu thì thống nhất mua ở Trường Nưa thì cước xe rẻ hơn thôi được. Cước đấy thì đắt một tí mà họ lên sai cái trường mầm non nó có thể nhờ được họ. Kết hợp được với xe gì đấy thì mình đi được. Vừa thuê vừa nhờ giúp. Tóm lại là phát huy sức mạnh tập thể. Ở ngoài kia là có 16 thùng quà. Trong các thùng thì đều có, tức là có túi sẵn rồi. Mình mở ra mình đóng thì để như thế để cho trở vào cho dễ. Xong về thì mang về thì chịu khó đóng lên từng phần. Đóng thành ra có 100 túi quà đấy. Và 88 hộ à. Là có dư đấy thì có thể cô giáo, thầy giáo gì đó. Có hai loại thùng nhé. Thì cứ mỗi thùng lấy một túi cho vào. Tức là một túi sẽ có 2 gói. Tí nữa ra tôi chỉ. Một gói quà có 2 phần quà. À, một phần quà có 2 gói quà. Đấy, đại khái là thế. Và mỗi một gói quà nó có một cái túi riêng. Đó, để riêng ra một túi. Hiện nay là chưa để riêng. Nên là mình về là bà con thì tự đóng đấy, thì đóng phát cho mọi người. Cái tay này toàn đấy, tính thêm cả giáo viên với các thầy giáo, cô giáo. Không hiểu là có đủ được không, có 100 suất. Đó, đó là cá rồi. Nhưng mà cháu cũng hỏi cái này vì nó còn sinh Việt Nam tặng được tầm 10 tấm thì cháu xin 1 tấn để lắm nhà của cháu được. Nhà cháu á? Tại sao? Thì trong ngoài những mà còn thì ta để làm tiếp mà cháu xin 1 tấn để lắm nhà. Thế bây giờ nhà ai cũng xin 1 tấn thì làm sao? Thì nếu thế chúng bản xin thôi, còn không, họ là... Không được, vì thế này này. Không được đúc vào. Bây giờ như này nhá. Cô sẽ cho riêng cháu 1 tấn bằng tiền của cô. Nếu mà cô cho để cháu cảm ơn thôi. Thấy cháu mua riêng và không liên quan gì đến đây hết. Đừng có đụng vào. Bởi vì đây là cô đứng ra cô kêu gọi cô là xin để làm đường cho bản thể thao. Tiền của cô cho ai cũng được. Nhưng mà khi cô nói là cô nói xin tiền để làm đường cho bà con là chuyện khác. Cháu hiểu không? Nhá. Và mình là lãnh đạo thì mình lại càng phải rất rõ ràng rành mạch chuyện đấy. Nhá. Vâng. Cô sẽ cho lâu 1 tấn xi măng. Vâng, chút nữa cô sẽ đưa luôn tiền ra đấy mua rồi lấy luôn, nhưng mà kể cả chuyên chở hay này kia là riêng biệt. Vâng, đúng không anh Tấn? Không được đụng đấy, dù một dù là một tự chở đấy, tự chở đấy. Cũng do là cái đường giao thông nó không lên được,
cho nên là gia đình cũng không làm được. Đấy cho nên là không, nhà này cũng lồm nhồm lắm, cũng chưa có ấy cái chân này. Ừ, nhà nào chẳng thế, nhà nào chẳng thế, muốn họ cũng thế. Không trong bán, trong đấy là cái nhà của trưởng bản nó nhôm lắm, nhưng mà cái đó làm được, không cần phải xi măng, đất rất là chắc, ông chỉ cần làm cho nó phẳng thôi. Hôm ấy ngồi hơi ngạc nhiên đấy, nhà khô, ai cũng vậy, khô thì lại nứt. Khô lại nứt, trời nắng là đất lại nứt, cho nên là lại không được. Thôi được rồi, có nhà thì lại được. Tặng cháu dai 1 tấn xi măng, đây là 16 triệu tiền để mua xi măng làm đường mà Uyên Việt Nam đã quyên góp được từ các khán giả của mình. Và thay mặt cho các bạn thì tôi xin được trao lại cho trưởng bản trước sự chứng kiến của phó chủ tịch xã cũng như là bí thư bản. Xin mời. Cảm ơn. Đây, quá tuyệt vời. Và bây giờ thì mình thay ra nhận quà nhỉ. Vâng. Vâng, trong cái thùng to này, những cái thùng này này thì đều có túi. Mỗi thùng nó có 10 gói và có 10 cái túi. Đấy, còn cái thùng nhỏ thì không có túi, thùng nhỏ thì không có túi. Nhưng cái túi cái lấy một cái này và một cái này bỏ vào một cái túi. Cái túi chúc mừng năm mới ấy nhá. Tôi gọi là của ít lòng nhiều, quà thơm thảo của bà con. Nó cũng nhá, chúc bạn vui vẻ. Ăn Tết vui vẻ. Tôi xin thay mặt bà con và nhân dân bản Sạch Khao cũng được nhận xuất quà của sinh viên Việt Nam tặng cho bản, thì tôi cũng xin cảm ơn và trước mắt là xin chúc các đoàn mình khỏe và luôn quan tâm đến đồng bào và nhân dân bản Sạch Khao, và cuối cùng cũng xin chúc đoàn sức khỏe. Xin cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Xin cảm ơn. Muốn nói nhiều.